Xin chào bà con và các bạn, mời bà con và các bạn xem thông tin cập nhật giá cá tra, ếch, cá lóc, cá rô phi, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá thác lát ngày hôm nay. Kênh thông tin thủy sản kính chúc bà con và các bạn một ngày mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Đồng Tháp, tại Hồng Ngự, Tam Nông, giá cá tra nguyên liệu cỡ 800g đến 1,1 kg vẫn trong xu hướng chững lại trong hơn một tuần nay. Quanh mức 24.800 đến 25.300 tiền mặt. An Giang, tại Châu Phú, Long Xuyên, giá cá tra nguyên liệu size từ 800g đến 1,1 kg hầu như không đổi kể từ đầu tuần trước, đạt mức 24.800 đồng 1 kg tiền mặt. Đồng Tháp, tại Hồng Ngự, Tân Hồng, Cao Lãnh, giá cá tra giống mẫu 30 con 1 kg tăng khoảng 2.000 đồng 1 kg so với thời điểm trước Tết Dương lịch, đạt mức 30 đến 31.000 đồng 1 kg. An Giang, tại Châu Phú, giá cá tra giống mẫu 30 đến 32 con 1 kg ngày hôm nay tăng lên mức 30 đến 31.000 đồng 1 kg.